Xin chào quý khách hàng đã trở lại với kênh Thùy Trang xe tải miền Nam ha. Thì dạo gần đây thì vào gần những cái dịp cuối năm thì nhu cầu mà quý khách hàng nè cũng như là các công ty vận tải, công ty chuyển phát nhanh, cái nhu cầu cần các cái dòng xe tải nhỏ cũng như là các cái dòng xe tải nhẹ dưới 1 tấn rất là nhiều và đang rất là hút hàng luôn ha. Nên sẵn tiện ở cái video này em Trang cũng sẽ giới thiệu đến bác tài về một dòng mẫu xe tải van mà có thể giúp cho quý khách hàng của mình vừa có thể đi du lịch nè, vừa có thể chở hàng nè, mà thậm chí là mình có thể chở hàng 24/24, mình có thể chạy vào thành phố vào giờ cấm mà không lo bị cấm giờ ha. Và cũng như là cái mẫu xe tải này, với cái mẫu xe tải van này thì hiện đang được nhà máy khuyến mãi rất là lớn ha, với chương trình khuyến mãi lên đến 30 triệu đồng ha quý khách tài. Và ngoài ra thì nhà nước cũng tạo điều kiện cho quý khách hàng mua xe bằng cách là giảm 50% phí trước bạ ha. Nên khi mà quý khách tài mua cái dòng xe này vào cái thời điểm này á, đang là một cái thời điểm rất là hoàn hảo ha quý khách tài. Ví dụ như mình mua trong cái thời điểm này thì mình sẽ tiết kiệm được 30 triệu đồng cùng với 50% phí trước bạ. Mà quý khách tài cũng biết là đối với các cái dòng xe tải van thì phí trước bạ của xe van này sẽ rơi vào khoảng 6% và nhà nước nó đã khuyến mãi 50% thì quý khách tài của mình chỉ còn 3% đối với phí trước bạ của xe van này ha quý khách tài. Thì em Trang sẽ giới thiệu cho quý khách tài mẫu xe van đó là SRMX30Y ha quý khách tài. SRMX30Y là một mẫu xe tải van của nhà máy Scenery Moto ha quốc tài, thì nó có thể chạy vào giờ cấm 24/24 mà không lo bị cấm giờ. Với cái mẫu xe tải van này thì hiện tại nó sẽ có hai phiên bản là phiên bản 2 chỗ và phiên bản 5 chỗ để mà cho quốc tài của mình có thể lựa chọn. Thì với cái phiên bản van 2 chỗ thì xe của mình sẽ có tải trọng là 945 kg ha, và sở hữu kích thước lọt lòng thùng dài là 2m25 ha quốc tài. Đây là em Trang sẽ cho quốc tài xem cái chiều dài lọt lòng của xe ha. Cái xe của mình sở hữu chiều dài lọt lòng thùng là 2m25 nè, với chiều rộng là 1m48 và chiều cao là 1m28 ha. Xe của mình hai bên hông thì quốc tài của mình sẽ được thiết kế là dạng cửa lùa hai bên, nên sẽ giúp cho quốc tài của mình có thể lên xuống hàng hóa được dễ dàng hơn ha quốc tài. Và với cái mẫu xe tải van này thì xe của mình nếu như mà màu cơ bản thì xe sẽ có hai màu là màu trắng và màu bạc để mà cho quốc tài của mình có thể lựa chọn. Và ngoài ra nếu như mà quốc tài của mình không thích hai màu tiêu chuẩn của nhà máy mà quốc tài muốn sơn đổi màu theo phong thủy hay là sơn đổi màu theo yêu cầu thì bên công ty Trang cũng sẽ có một cái bảng màu để mà cho quốc tài của mình lựa chọn ha. Và các cái màu sơn bên công ty Trang đều được sơn trực tiếp từ nhà máy ha quốc tài ha. Và cái thời gian mua xe thì nếu như mà quốc tài lấy xe màu tiêu chuẩn màu trắng hoặc là màu bạc thì thời gian nếu như mà mình mua ngân hàng thì từ 7 cho đến 10 ngày là mình nhận xe. Còn nếu mà mình mua tiền mặt thì sẽ rơi vào khoảng 1 cho đến 3 ngày ha quốc tài. Còn mình sơn đổi màu thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 10 cho đến 15 ngày ha. Và với cái em xe 5 chỗ thì ngoài phiên bản 2 chỗ này ra thì xe còn có thêm mẫu 5 chỗ nữa ha quốc tài. Với phiên bản 5 chỗ ngồi thì xe của mình sẽ có mức tải trọng là 745 kg và sở hữu thùng hàng dài là 1m555 ha quốc tài ha. Nếu như mà quốc tài cần xe thùng ngắn thì mình chọn phiên bản 5 chỗ, còn quốc tài cần xe thùng dài thì mình có thể tham khảo em xe SRMX30Y với phiên bản 2 chỗ ngồi. Xe của mình thì đang sử dụng là động cơ Italy ha quốc tài, động cơ Italy với dung tích là 1.5 lít ha quốc tài, nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Thì với cái em xe tải SRMX30 này thì 100 km thì nó tiêu hao từ 7 cho đến 8 lít xăng thôi quốc tài. 7 đến 8 lít xăng này là theo đánh giá của các khách hàng của em Trang đã mua và đến bảo hành bảo dưỡng, thì khách có đánh giá là với em xe này thì 100 cây nó chỉ tiêu hao từ 7 cho đến 8 lít thôi ha. Và khi mà mua xe như ở đầu em Trang nói là khi mà mua xe trong cái thời điểm này á thì quốc tài sẽ được nhận ngay chương trình khuyến mãi lên đến 30 triệu đồng của nhà máy nè, được tặng 50% phí trước bạ của nhà nước là ha quốc tài ha. Và bên cạnh đó thì khi mua xe của em Trang thì quốc tài sẽ được tặng kèm theo các cái phần quà hấp dẫn khác như là bao giờ tay lái, hãm lót sàn nè, định vị phù hiệu đi kèm theo xe nè, và một cái phiếu bảo dưỡng, phiếu nhiên liệu bảo dưỡng lần đầu miễn phí cho quốc tài ha,
Khi mà xe của mình chạy xe dưới 1.200 km thì Quốc Tài có thể đến với bất kỳ một cái đại lý nào đó SRM trên toàn quốc, mình sẽ được thay lọc nhớt, lọc dầu miễn phí ha Quốc Tài. À, và em Giang sẽ mời Quốc Tài xem cái nội thất của cái dòng xe SRM X30i này ha, để mà cho Quốc Tài của mình có thể trải nghiệm là nội thất của chiếc xe tải van nó có gì khác so với cái dòng xe du lịch khác không ha. Thì đây là cái không gian nội thất của chiếc xe tải van SRM X30 ha Quốc Tài. Thì nếu như mà em Giang không nói với Quốc Tài đây là chiếc xe tải van thì chắc hẳn là Quốc Tài ngồi phía trong thì Quốc Tài sẽ nghĩ đây là một chiếc xe du lịch ha. Xe được trang bị hai ghế ngồi nè Quốc Tài. Ghế thì được bọc hoàn toàn bằng da hết ha Quốc Tài. Ghế bọc da. Rồi các cái option đi kèm theo xe cũng rất là đầy đủ luôn. Nào là vô lăng trợ lực nè, bản đồng hồ bao gồm đồng hồ cơ với đồng hồ điện tử nè, hệ thống máy lạnh nè, cũng như là trên xe còn được tích hợp luôn một cái màn hình MP5 đa chức năng giải trí ha Quốc Tài. Cái này là Quốc Tài có thể nghe nhạc nè, xem YouTube nè, xem bản đồ nè, cũng như là trên cái màn hình này nó còn tích hợp cả camera lùi cho Quốc Tài của mình nữa ha. Nếu như mà Quốc Tài của mình mà chưa quen chạy xe hay là chạy xe còn yếu thì còn có cái phần camera lùi để mà hỗ trợ cho Quốc Tài đổ xe được an toàn hơn ha. Mà ngoài ra nếu như mà Quốc Tài muốn gắn thêm camera hành trình, camera trước thì bên công ty Trang cũng sẽ hỗ trợ về cái vấn đề gắn cam, hoặc là Quốc Tài của mình muốn thêm một cái option nào đó thì bên công ty Trang cũng sẽ hỗ trợ cho Quốc Tài về cái vấn đề đó ha. Và bây giờ em Trang sẽ không để Quốc Tài chờ đợi lâu hơn nữa và sẽ báo giá trực tiếp luôn cho Quốc Tài khi mà mình mua cái mẫu xe này ha. Thì vừa rồi em Trang cũng đã đánh giá chi tiết cũng như là cập nhật cho Quốc Tài biết xuyên suốt video các cái chương trình khuyến mãi của cái dòng xe tải van SRM X30i với phiên bản 2 chỗ và 5 chỗ. Thì với cái phiên bản 2 chỗ này á, thì khi mà Quốc Tài mua xe trong tháng này thì xe của mình hiện đang có mức giá là chỉ hơn 240 triệu thôi ha Quốc Tài. Chính xác là khi mà Quốc Tài mua xe này thì xe hiện đang có mức giá là 243 triệu. Chỉ với 243 triệu là Quốc Tài có thể sở hữu ngay một em xe tải SRM X30i với phiên bản 2 chỗ ha. Và với cái em xe này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ trả góp tối đa là 80%, nên Quốc Tài chỉ cần bỏ ra số vốn chỉ từ 69 triệu thôi. Chỉ 69 triệu là mình có thể sở hữu ngay một em xe tải, vừa có thể chở hàng nè, mà thỉnh thoảng vừa có thể chở người thân gia đình bạn bè đi du lịch nữa. Nên nếu như mà Quốc Tài của mình đang cần tìm một em xe tải đa chức năng như vậy thì hãy liên hệ ngay với em Trang qua số hotline 0354707474, hoặc là kết bạn Zalo với số này ha, để em Trang có thể tư vấn kỹ hơn cho Quốc Tài của mình về thông số xe nè, về hỗ trợ trả góp khi mà mình vay ngân hàng ha. Thì cuối video em Trang xin chúc sức khỏe đến Quốc Tài và hẹn gặp lại Quốc Tài ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.